trượt thì phải.干了，是啥？这是啥？这是啥？这是干的是满十几，是啥？他了？干几个？干几块呢？还没是长出来，当地的十几个。干几些？干几个？十几个？但是干嘛了？十几个？这是干十几个。还没是干了的呢？三几下了？干几个？快几个？哎，是啥子？干的的。 买了这几些，这几个几个发好，还来没去想这些，干几个快去跳，什么来着？干几个饭几哦，饭几饭吃了，想几个几个哦，还是几个来没哩？干几个几小几哦。 还是什么呢？三车车来买。干的几个几个，几个。买的几个哪里？干的几个几个。真几个的，干几个可以洗干净。还是什么几个来？几个不是几个洗。
家没去看嘞，想去看，还买了西夏呢。干嘛去看？去个酒。想去看。去西夏不是酒。想去啥嘛？干嘛去看西夏？还去看。西夏还穿西夏。还穿西夏，那嘛能去？干嘛去看看西夏？也买了几个呢，三千几个呢，还买了这些呢，三千，超了我一些，买了呢，三千几个。dịch là cái tâm là mở mắt ra. Nhắm mở mắt ra. Có chai nước nè. Dịch là cái tâm đi. Chắc dịch cái tâm lại cho nó nhẹ lại. Nhắm mắt nữa, căn hiện ra nữa, giờ nhiêu đó được rồi, đã căn được rồi. Nhắm mắt nữa, hiện ra nữa. Gãi nha, giờ nhẹ chưa, đây hết ngăn chưa? Hết ngăn chưa? Hết ngăn phải không, thường ngày ngăn lắm phải không? Dài cũng nặng đúng không? Hai cái dài này nặng. Hai dài cái nặng luôn, giờ nhẹ chưa? Nhẹ. Tay hơi ù, bây giờ tay đã chưa? Hết ù chưa? Hai tay khi lúc không nghe được cái gì. Chứ nghĩa là tay ù. Giờ tay nhẹ chưa? Nhẹ. Đó, chứ đâu có kể gì đâu phải không? Mới gặp lần đầu tiên phải không? Thấy không? Tôi không biết tay ù không biết, nhưng mà chứ nghĩa là tôi biết được cái tay ù, nhưng mà giờ nhẹ cái tay chưa? Đúng không? Giờ kiểm tra lại lắc mình mẩy rồi nó nhẹ chưa, xương sống mình này nó nhẹ không, nó còn nặng như lúc trước không, đó là phải không, nhẹ phải không, lúc trước này kia nặng lắm không, nặng lắm, đi đâu nó làm cái này đó, giờ nhẹ phải không, đó. Làm như có cái gì đó như nặng nề lắm. Ừ, thì bây giờ gặp như vậy mà tôi đâu biết bệnh gì đâu, bây giờ xong rồi tôi chỉ nói vậy thôi chứ lúc mà lần đầu tiên tiếp xúc mà. Khi lúc mà mình mẩy nó làm như bị thương tích cái gì đó, đủ thứ lắm. Nặng nề lắm, ngực hay ngăn nữa, nặng ngực nữa, tay ù, tay nó bị ù lắm. Giờ coi là kiểm tra cái tay lại thấy nó còn ù không, nhẹ không, im không. Chị gán nha, cái này cũng tâm động lắm nè. Là cái này là cái thứ nhất ha, là bị thầy bà ha, đó hành lắm, bị thầy bà người ta chơi. Cái thứ hai có căng ha, cái thứ ba động tâm, giờ tâm chặt lại ha, đây là có duyên giúp rồi. Yeah. Thì gán mà giữ đi được hay không là do chị, em chỉ có duyên và giúp chị tới đây thôi, trợ lực chị tới đây thôi, còn sau lại chị có đi độ hay không đó là do chị chọn nha. Có duyên thì sẽ gặp đó, Phật ở tại tâm. Rồi. Đừng tìm Phật ngoài đời, dù có em đi đâu cái này nữa đừng nên tìm em, có duyên là sẽ gặp em đó. Giống như chị bây giờ, chị lúc trước chị cũng đi rồi đi kiếm này kiếm người kia, cũng đi kiếm em nhưng mà cũng đâu có gặp, không gặp đúng không, tự động không mong không cầu, ngày hôm nay tự động gặp đó, nó là lạ không, đủ duyên thì sẽ có ngày gặp đó. Mình cứ nắm
nắm chặt tâm đi nha. Rồi nếu mình đi về trên người ta sẽ chuyển cho mình, rồi một ngày nào đó thì mình sẽ gặp thôi đó. Còn đi tìm Phật thì bây giờ Phật ở tại tâm mình là sát, mình dán làm việc thiện, đúng không? Buông bỏ sân si ganh tị đó, từ bi hỷ xả hết, quay về tâm không, không quán không thù, không hận ai hết, không quán không trách gì hết ai hết. Chuyện gì đã qua rồi thì thôi bỏ đi, để trong tâm chi cho nó nặng. Rồi tà, vô hình tà nó vô nó xâm nhập mình nữa, thì đụng với thầy bà nữa, nó quánh quyền di vô, nên mình bẫy mình, nó đâm ra nặng nề, chống không lợi. Đây thầy đó cái nặng nề lắm, mình không biết mà đi thầy này thầy kia đó. Thì chứ nghĩa, không biết là chị có đi thầy hay không, ý em nói là đó, chị bị. Người đó, có đi đó, có bị đó. Bởi vì em thấy được, hồi nãy là em nhìn lên trên, là chứ nghĩa em đang đấu. Hồi nãy em đang đấu, tại sao chị ở đây mà tự nhiên em làm ở trên. Chứ nghĩa là em biết được chị bị thầy bà này kia, em mới giúp chị. Dạ. Giờ giúp xong em mới hỏi chị khỏe chưa này kia nọ, bệnh như thế nào, thì em tự động em nói ra. Dạ. Chị đâu có kể em đâu. Dạ. Tự em nói ra, chị chỉ cần người có với không thôi, chứ không cần biết tên tuổi chị là gì hết trơn á. Đây, không cần biết tên tuổi năm sinh còn cải bệnh. Nó hành này không có biết, còn đi thầy này thầy kia đủ thứ đó, đi ra ngoài đường. Thì nói chung thì bây giờ mình đừng đi thầy bà nữa, để trên tiếng bị lỗi một ông thầy. Bây giờ đời bây giờ cũng đâu biết tránh ai tà đâu. Là ông quánh chút, ông đưa vô chút, giết càng nhiều thì nó càng dập mình cái xác của mình. Lúc mà cha mẹ đưa vô bệnh viện tâm thần luôn. Mà đi ngoài đường không à. Chị gán đi chị ơi, giờ trụ là chuyên tâm lại đi, nghe không? Chị cái tâm cũng động ha, gán trụ là chuyên tâm, đừng suy nghĩ gì hết. Ha. Rồi giờ bỏ tất cả hết lên đây thôi. Thì mình cứ đi tâm không đi, ai chửi mình này kia nọ thì mình cái đó rồi mình đừng có nhận nó. Giống như bây giờ nè, em cho chị chai nước nè, chị lấy thì cái đó là của chị không lấy chị trả lại cho em. Bây giờ người ta chửi chị cho em nghiệp đến, chị nhận thì đó là chị gánh nghiệp người ta. Còn không chị trả lại cho cái người chửi, vậy thôi đơn giản. Lắm lúc mình không mới nghĩ là không biết mình là cái gì nữa. Không biết luôn đó. Dẫn cái xác đi hoài cái gì. Giờ mình gán đi ha. Giờ có duyên thì em giúp vậy thôi. Giờ trong mình như thế nào? Khỏe lắm rồi. Nhẹ không? Nhẹ nhiều. Lắm lúc mà thấy trong mình đau đớn lắm. Đủ thứ. Thì là em với chị chỉ mới gặp lần đầu thôi nha. Rồi chị cũng đang đi, cũng muốn mong cầu. Nói chung là cũng muốn gặp em lắm. Muốn lắm. Nói thẳng luôn. Muốn lắm. Muốn gặp em lắm, nhưng mà không biết gặp như thế nào, nào. Tại vì em khó quá. Không phải là khó, do người đời làm cho em khó. Có đủ duyên thì gặp. Thì em phải đi theo mọi thứ tùy duyên. Ngày xưa em dễ bao nhiêu thì do người đời tạo cho em bấy nhiêu. Dạ. Thì nay em phải đi mọi thứ tùy duyên lại. Đó, từng theo. Ha, từng theo tùy duyên. Đó. Nhờ cha mẹ lên di chuyển thôi. Thì đúng ngày giờ sẽ gặp thôi. Dạ. Nó giờ chị chị muốn gặp em này kia, chị cứ này kia nọ cũng đâu gặp em đâu không. Giết rồi buông ra đâu còn muốn gặp nữa, tự động sẽ gặp. À, nó là lạ. Không, hồi trước bệnh dịch đó là cũng muốn gặp lắm, nhưng mà không gặp. Không gặp được nên nó mất đi cái hy vọng. Rồi cái coi lên cái YouTube đó, ngồi thiền, cách từ xa luôn thiền tự ngồi. Thì có duyên là sẽ gặp thôi chị ơi. Rồi thôi bỏ qua luôn. Bỏ qua, lại đi mình không mong cầu lại tại bây giờ gặp. Bỏ qua luôn, như là họ không nhắc tới luôn. Thì lúc trước mong cầu thì đâu có gặp đâu. Thì bây giờ không mong không cầu lại gặp. Nó là lạ vậy. Mọi chuyện người ta sẽ, mọi chuyện ở trên ta sẽ chuyển cho mình. Mình mong, mình cái tâm mình còn mong cầu là khó gặp em lắm. Không mong không cầu gì đó, mà có một ngày là sẽ gặp em. Nha. Cũng như mình không biết mình là mấy cái trước mình là cái gì. Sao mà hành xác mình quá, mình hiểu không nổi luôn. Thì bây giờ mình cứ quan trọng là cái xác, gắng tu hành, gắng làm việc thiện, từ bi hỷ xả, không làm việc ác. Đó không, buông bỏ hết. Còn cái chuyện vô hình hay là kiếp trước của mình, mình nên tìm hiểu, cứ gắng tu hành như vậy thôi, cho ngày sau mình bỏ cái xác này thì lúc đó mình mới biết mình là ai. Dạ. Vậy thôi, giờ mình còn xác mình cứ nghĩ gì đơn giản thôi, tu thôi, gắng tu mọi thứ tâm không, đừng có nghĩ mình là muốn kiếp trước hay mình là kia đó. Quan trọng là mình có làm được cái gì thiện hay không thôi, dù biết kiếp trước mình mà mình không làm gì thiện, làm việc ác cũng như không à. Dạ. Ha, gắng tu hành ha. Dạ. Thôi chị gắng rửa xác nghe. Dạ. Khỏe chưa? Dạ. Mẹ chưa? Dạ.
Im chưa? Nãy ngồi nặng nề lắm. À, giờ nhẹ phải không? Tâm cũng nhẹ luôn phải không? Thoải mái lên đi. Rồi. Giờ nhẹ chưa? Nhẹ phải không? Đừng có xưng tên tào lao nữa ha trời. Không phải đâu. Không phải tên đó đâu. Đừng có xưng như vậy. Tại vì khi lại thầy bà thì mỗi người một cái tên. Người ta cho mình một cái người này cái tên này tên kia. Mỗi ông thầy mỗi khác nhau mà. Bây giờ như cái chị này là ông thầy khác, người ta cũng nói khác. Mỗi người mỗi khác. Nhưng cái quan trọng nhất khi đối diện, phải không? Khi đối diện cái người đó có giúp mình có khỏe hay không, thân mình có nhẹ hay không, chứ đừng tin bất cứ lời nói của người nào. Đó. Làm liền phải liền vậy thôi. Đó. Cảm nhận liền chứ đừng có tin lời nói bất cứ ai. Đợi giờ mình còn chưa tin mình nữa đi tin ai giờ. Đó. Tự mình cảm nhận được chứ giờ mình cứ chạy ra vô hình nghe ông thầy này cái chạy là ông thầy kia nói này cái chạy theo không mệt lắm. Gặp anh Thành á thì như có cảm giác trong mình cái gì đó nhưng mà khi mình không có kiểm soát mình được vậy đó. Như gặp trong quán cũng vậy luôn, nhờ mình gắng mình tĩnh tâm lại. Tại thấy cái chỗ bất ngờ là cái chỗ mà anh Thành không có biết chị bị ù tai đó, nhưng mà thường là chị bị ù tai. Đúng rồi, hồi đó bị gì là Thành đó mình đâu có biết. Mình đâu có biết mình là bị cái gì luôn. Mình đi thầy bà này thấy bà thầy kia. Rồi gia đình nói này nói kia mình cũng đau lòng lắm. Mình không biết mình bị cái gì. Chứ anh em là không có tin gì hết. Đâu có tin về cái phần tâm linh này đâu. Thì ông bà chết nhiều đời nhiều kiếp. Đâu có biết được. Nhưng mà nãy thấy anh làm như vậy rồi thì cái lỗ tai này là nó bớt nhiều rồi. Hồi nãy là làm bớt ha. Như hồi lúc mới gặp anh Thành làm như lỗ tai nó bùng bùng bùng. Cái gì khó chịu trong người lắm. Trong mình mấy nó nặng nề lắm. Mà anh Thành gán kêu tĩnh tâm lại. Giữ cái xác lại. Lỗ tai bớt khỏe. Khỏe nhiều rồi. Thành nhờ anh Thành gặp là nhiều. Bớt khỏe nhiều. Cái tính gì là chỗ đó anh em mới quay lại đoạn video này. Để chứng minh những cái sự tâm linh đó. Cũng thay mặt cảm ơn anh Thành. Chứ quên sạch. Anh Thành anh đâu có nhận lời cảm ơn. Giờ này mới khỏe được nè. Trước đây cũng hỏi người bên ảnh á, nhưng mà ảnh không có đối diện được. Giết rồi bỏ luôn, giết bỏ ngoài luôn. Không có tìm tới, không có này hỏi tới nữa. Thôi cái gì chắc mình đủ duyên mình sẽ gặp. Thôi mình không có nói tới nữa. Không nhắc tới luôn. Anh Thành khác hơn những người thầy khác. Thầy khác thì ai cũng gặp hết. Nhưng Thành thầy khác anh mới có duyên mới gặp. Có nhiều này có duyên. Có duyên là mới gặp thôi. Nó hành nói chung mình không biết mình là cái gì. Đi tùm lum hết mấy năm trời vậy đó. Đi tùm lum hết. Lúc đó mà đi ngoài đường á, đi là ăn bông cả tháng trời luôn. Ăn bông không, không chan không. Này khi cha mẹ anh em không có hiểu. Nói mình khùng điên đi vô bệnh viện tâm thần không à. Là vậy đó. Không có hiểu được. Tâm linh mà cứ nghĩ mình tâm thần thôi. Đâu nghĩ đâu. Hỡi dâu đi hoài. Là mấy người kia. Không đi được thì không khỏe. Đi được mới khỏe. Gì, người. Gì nói gì? Nói đi. Chồng mội mà còn nói mùi khùng nữa mà. Nhưng mà mùi khùng đáng yêu. Mùi vậy đó. Nói với cái sự đau khổ lắm. Nhiều. Nhiều tiền kiếp, đâu có biết được đó. Tại vì cha mẹ xây chuyển lên tới đây cho mình nhớ ký ức lại nhiều tiền kiếp của mình lại không. Hồi kiếp bên Ấn Độ khổ lắm, đưa mình vô như cái lò quái vậy đó, thiêu cả thân xác mình luôn. Rồi cha mẹ mới cứu linh hồn trở về nước Trung Quốc. Trung Quốc khi đó đó nuôi mình cho mập mạp mà rồi mới đưa vô trong nhà trong mà rừng núi của mình á, là chắc từ miếng thịt mình ra như mà con heo vậy đó, léo nó thẻo từ miếng thịt nó ăn, móc ruột móc gan mà nó ăn. Và kiếp thứ hai, kiếp thứ ba này là cha mẹ mới trở về nước Việt Nam này làm nhiệm vụ. Cái thân xác này là không phải là
Thiên Trần Giang này. Xác này trên xuống nha. Trên xuống thôi. Mượn thân xác này. Nhớ được mấy kia của mình hả chị? Nhớ, tại cha mẹ cho mình nhớ lại. Thì kêu cha mẹ gắng tu tập đi trở về chết cha mẹ lại. Vì kiếp đầu là mình ở bên nước ngoài Ấn Độ. Ấn Độ, kiếp thứ hai là Trung Quốc. Kiếp thứ ba. Thứ ba thì về dính chị Việt Nam này. Chị có thể là kể chi tiết từng kiếp không? Nói chung thì nước Ấn Độ á, thì nói chung thì bên đó ác lắm. À, mình ác. Nó ác mình dữ lắm. Nó ác với mình hay mình ác? Nó ác với mình á. Đem mình ra là nó làm đủ thứ, chơi bay đủ thứ hết. Trọng nam khinh nữ. Ừ, cái nam khinh nữ lắm. Nữ khổ lắm. Nữ khổ lắm. Vậy là bên Ấn Độ lúc đó kiếp đó là công chúa. Công chúa. Này kiếp thứ hai cũng là công chúa. Bên Trung Quốc. Trung Quốc là chị là cũng công chúa nữa. Cũng công chúa luôn. À, kiếp thứ ba này là Thiên Bồng Thiên Sáu. Hẹn bây giờ hả? Ừ. Tại vì mượn cái xác này thôi. Dạ, mượn cái xác này. Giữ thời gian thôi. Thế cũng trả lại hết. Thì chị em tụ họp lại. Thì có ngày ra thôi. Thì tất các kỹ muội này là sẽ gặp lại hết. Dạ. Nãy giờ thì chị Thấm đang nói mình đã chơi chuyện tâm linh. Đấy. Thì khi khán giả không hiểu cũng nghĩ khác. Nghĩ khác hết. Đâu có nghĩ là gì đâu. À. Thì cha mẹ di chuyển mình tới đây cho mình nhớ trước lại gặp chị Thanh Tâm. Một nhân vật nổi tiếng. Chính vì lẽ đó bây giờ phụ nữ hay vùng lên, hay mạnh mẽ lên, bởi vì thời gian mình đã tái sinh nhiều lần như vậy, cho nên tới đất nước Việt Nam này phải mạnh mẽ, không để cho nó phải hãm hại mình nữa, phải làm để đem cái mồi để cho nó làm thịt nữa. Assimilicalisia. Hai cái kiếp nào cũng là khổ đau nhiều, đắng cay. Còn kiếp này? Kiếp này là cái này cũng khổ mà đỡ hơn hai kiếp trước. Khổ nhưng mà vượt qua. Được, vượt qua được, không chết. Thì sau này là cha mẹ cứu các linh hồn con trở về trở hết. Không ở trần gian này. Cái giờ ngày khắc là rước về trở. Khi lắm lúc mình không biết mình là cái gì luôn. Nói chung là vậy đi. Người ta nghĩ mình là khùng điên không à. Đâu nghĩ gì. Rồi cố gắng thì ai cũng vậy. Nhiều khi quay phim. Khi gia đình không có hiểu, bên chồng không hiểu, đủ thứ anh em không hiểu. Cố gắng hả? Vượt qua. Nói ông Phật trong nhà không tưởng mà tưởng Phật ngoài đường. Đâu biết mình dùng hành căn đi đâu. Nhóm này mặn có tiền là đi, có tiền là đi. Đủ tiền tối là đi. Khi là anh em, cha mẹ đâu có hiểu đâu. Bây giờ mình lên trên núi Cấm hay là lâu chưa chị? Lên hôm bữa là hai mấy rồi, mùng 1. Hơi gầm tháng Giêng, có đi, hôm bữa 12 có đi. Đi cái là bữa gầm về, đi theo tiểu đoàn bên kia. Cái là bữa 16 về, gầm về chứ 16 về, 16 trở lên gặp Thanh Tâm. Đó là bữa 17 về. Cái là bữa mùng 1 lên nữa. Nói chung không đi thì chị không nổi. Thân xác chị không nổi. Không nổi. Đi trên này thôi. Tâm linh này là không về nổi là chị không nổi. Không nổi. Nó khó chịu. Khó chịu trong người lắm. Bực bội trong người, muốn là cự cãi trong nhà vậy đó. Mà đi thì thôi. Đi về nổi thì thấy nó khỏe. Khỏe trong người liền. Thanh thản liền. Như cái tâm mà không bức rứt nữa. Khi mình nói chồng con nó không hiểu. Thành ra giờ buông bỏ tất cả, trở về trên núi này, gán tu tập, trở về cha về mẹ. Thôi. Cái phần của chị với chị Thanh Tâm cũng như là Diệu Hiền đó là cũng là một chung nhóm. Chung nhau ha. Chung một cõi luôn. Cõi luôn. Chung một cõi luôn. Ai? Chung một cõi. Một cõi luôn. Ở trên thiên. Trên thiên luôn. Con. Ừ, đúng rồi, sau này rồi như là chị em nói chưa biết, để từ từ về nhớ lại coi thôi đã. Thành ra bây giờ mới gặp hội tụ về đây, núi Cấm này. Ký ức sẽ hồi về.
rồi á muội sẽ biết muội ở cõi nào ha. Thì nhờ cha chưa biết là không có được nói đâu, nói cái chuyện sai đó. Mở cái huyền di mình ra rồi á, cái ức hồi về rồi mai mốt khi nào muội thấy muội biết rồi muội nói nha. Từ bây giờ chưa nói được đâu, tại vì muội chưa mở ra mà lấy mở được. Bây giờ muội không biết cái gì hết. Như chị Thanh Tâm là trong cái bộ đồ màu trắng, còn Diệu Huyền là đồ màu vàng. Trong bộ đồ màu vàng là tôi đã tiết lộ cho bà con là bộ đồ màu trắng này là của công chúa hay sao? Nói chung thì ta thì nữ hoàng hả? Ta không phải là công chúa, mọi người ạ. Bây giờ ở dưới trần gian này ta như vậy thôi, nhưng mà ở trên đó ta không phải là công chúa, mà ta cũng không biết ta là ai. Nhiều quá. Nhưng mà để cho mọi người cảm nhận về ta hơn, ta không nói ra làm gì. Chỉ là chỉ biết người này là công chúa sau này thôi, và người này cũng là công chúa, và ta đã cảm nhận ra. Còn ta thì ta không biết ta là ai nữa. Nói chung thì mình cũng mới biết này thôi, mà cũng chưa có biết. Nhưng mà mình có bên đây cảm nhận, bên đây nói mình biết thôi. Chỉ là làm đẹp cho mọi người thấy ta đẹp thôi, chứ ta không nghĩ rằng là ta là cái gì cả. Ta chỉ là một bông hoa chê chọi để mọi người nhìn ngắm thôi. Ca bà chị có khai trọng. Kiếp sâu ta, thân ta là sen mà. Kiếp sâu thân ta là sen. Bình tâm đi bò. Chị khai chị khổ, chị khổ. Không, chị mới đi gọi chị khổ. Ê, chị khổ, chị khổ. Chị khổ. Chị khổ. Cố gắng vượt qua, cố gắng lên. Xin cảm ơn chị ạ. Xin cảm ơn chị. Cảm ơn nha.